Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng tôi có cái địa chỉ trụ sở tại 126 tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Không có gì giống như quý vị và các bạn. Điện thoại của văn phòng luật sư của tôi là 0903 392 861 và một cái số điện thoại nữa là 0908 645 248. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã hành nghề hơn 10 năm trong cái nghề tranh tụng, và những cái lĩnh vực mà tôi đưa ra cho quý vị và các bạn có thể giúp cho quý vị và các bạn, đó thứ nhất đó là lĩnh vực tư vấn. Tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn một số cái đơn khởi kiện, khiếu nại hành chánh, tư vấn ly hôn, tư vấn doanh nghiệp, và một số mảng về dịch vụ pháp lý như là làm di chúc, hợp đồng tặng cho, tiến hành những cái thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài. Ngoài ra một cái thế mạnh nữa đó là về mặt hình sự. Nếu quý vị và các bạn có những cái nhu cầu về hình sự như là bào chữa người bị hại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong một cái vụ tranh chấp đất ở tòa án, thì quý vị và các bạn hãy đến với tôi, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Dưới cái trang tôi sẽ để một cái đường link về cái website là luật sư Đoàn Gia Phúc. Bên cạnh đó tôi có trang fanpage cũng như là trang Facebook là luật sư Thu Đoàn, để quý vị và các bạn tiện liên lạc với tôi. Thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn muốn biết chi tiết văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc có thể gửi đến quý vị thông điệp gì, thì hãy đăng ký cái nút bên cạnh để quý vị và các bạn sẽ được xem trong cái quá trình mà luật sư tư vấn giúp quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.